với kênh Ngọc Thanh Handmade nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một giỏ túi xách cho búp bê như thế này. Rất là cưng, nhỏ xíu xíu thôi. Mình có móc kèm theo, có nón, theo màu, gắn nơ nữa nè. Nhưng mà video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái túi xách trước nha. Còn bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái mũ. Này là dành cho mấy bạn mà mới tập móc á. Thì mấy bạn móc mấy cái này thì rất là dễ mà nhanh nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Móc đồ cho búp bê thì mình hay sử dụng len cô tông Việt Nam như thế này, 1mm, và kim móc đầu số 1. Ở nhà bạn nào có bất cứ loại len nào thì sử dụng móc cũng được hết nha. Không nhất thiết là các bạn phải tìm len giống mình, tại vì mỗi người mỗi sở thích thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một dây 12 mũi bính, 12 mũi móc xích đó nha mấy bạn. Mình sẽ làm trước một cái đầu mối như thế này. Mình làm chậm cho các bạn mới học nha. Các bạn mà mới tập dần dần á, mình sẽ gút trước như thế này để cho các bạn dễ tính mũi. Nhiều khi mình làm một lần luôn 12 mũi thì tí nữa các bạn móc thì nó sẽ bị thiếu. Nhiều bạn hay nói là tại sao mình bị thiếu cái mũi nè. Bây giờ mình làm trước cái này. Cái này sẽ không tính nha. Bắt đầu mình tính nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Tiếp tục các bạn móc cho mình ở chân móc thứ 3. 1 2 3 móc vô chân móc thứ 3 này nha. Móc cho mình 9 mũi nửa kép. Mũi nửa kép có nghĩa là 3 vòng len trên kim. Rồi chúng ta kéo qua hết luôn. Đó, đây là mũi nửa kép nha. Móc cho mình 9 mũi, 1 mũi rồi, 1 2 3 4. Rồi, mũi cuối cùng, chân móc cuối cùng các bạn móc cho mình 6 mũi kép chung một chân. 1 2 3 4 5 6. Tiếp theo móc 9 mũi nửa kép cho các chân móc tiếp theo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Còn lại cái này các bạn móc 6 mũi nửa kép trong một chân. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Rồi chúng ta trượt mũi trượt qua chân kế bên. Các bạn đã làm xong một cái phần đấy một phần rồi. Dây len dư còn lại ở phía sau mình cắt đi nha. Lúc nãy là mình móc dấu bên trong được một ít rồi thì mình có thể cắt đi.
Vòng số 2, các bạn lên cho mình 2 mũi bính. 2 mũi bính, 1, 2, móc cho mình 9 mũi nửa kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiếp tục các bạn móc cho mình một mũi tăng và một mũi nửa kép, lặp lại cho mình 3 lần. Công thức mình có ghi ở phía trên màn hình, các bạn nhìn làm cho khỏi nhầm nha. Mũi tăng có nghĩa là 2 mũi nửa kép chung một chân nha mấy bạn. Đây, một mũi nửa kép nè, 2 mũi nửa kép chung chân nè. Rồi, tới phiên một mũi nửa kép, mình tạm gọi đó là mũi tăng và mũi 1 nha. 2, mũi V và mũi 1, lặp lại 3 lần, tức là 1 lần rồi. Tiếp tục, 1 tăng nè, 1 nửa kép, 1 tăng, 1 nửa kép. Rồi, đủ 3 lần. Bạn móc tiếp cho mình 9 mũi nửa kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, 9 rồi. Chúng ta tiếp tục móc 2 mũi chung chân nha, là mũi tăng nè và một mũi nửa kép nè, một mũi tăng nè, nửa kép, mũi tăng, và nửa kép. Kết thúc hàng bằng một mũi chuột. Rồi, chúng ta đã xong phần đáy túi rồi nè. Nãy giờ là chúng ta móc xong cái phần đáy túi. Bây giờ tiếp theo phần thân nha. Các bạn lên cho mình 3 mũi bính. 1, 2, 3. Rồi, móc gờ phía trong nha. Móc gờ phía trong này cho mình nè. Không có móc hết 2, không móc hết 2 gờ như thế này, chỉ móc phần gờ phía bên trong này thôi. Đây thôi. Các bạn móc tiếp, móc xung quanh mũi kép. Lúc này là móc mũi kép, không phải là mũi nửa kép đó nha. Cho nên các bạn móc 3 vòng trên kim, móc còn lại 2 vòng trên kim, và còn 1. Các bạn cứ móc một nửa này thôi. Móc lên cho mình, móc hết xung quanh luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi các bạn móc xung quanh cho mình hết nha. Sau khi móc xong 36 mũi kép xung quanh phần đáy thì mình được như thế này. Tiếp tục các bạn móc cho mình một mũi trượt, sau đó lên 3 mũi bính. 1, 2, 3. Phần này mình sẽ không ghi công thức nữa nha, tại vì nếu mà mình ghi công thức thì các bạn khó hình dung lắm. Các bạn chỉ nhìn cách mình làm thì các bạn sẽ hiểu thôi, cũng dễ, không khó gì lắm đâu. Tiếp tục các bạn móc, bỏ cho mình một chân, chân này bỏ nè, không móc nè. Móc qua chân thứ hai một mũi kép. Sau đó các bạn móc một mũi kép ở chân phía sau. Chân phía sau cái vòng ba bính nè, móc mũi này. Rồi, chúng ta được như thế này.
mắt thì nó hơi lạ xíu, mình không có biết tên gọi, như là mình làm theo hoa văn của nó cho nó đẹp thôi. Rồi tiếp theo, quấn lần đầu trên kim, móc tiếp. Chân móc này chúng ta bỏ, chân móc này chúng ta bỏ nha, lúc nào chúng ta cũng phải bỏ một chân nha. Rồi móc chân móc thứ hai, một kép. Rồi móc tiếp chân móc tiếp theo, một kép. Rồi chúng ta móc mũi kép ở cái mũi, cái chân mình mới vừa bỏ nè, móc vô, móc ngược lại lên. Rồi tiếp tục bỏ một chân, móc chân kế bên, một mũi kép, hai mũi kép, và sau đó móc một mũi kép ở cái chân mình mới vừa bỏ lúc nãy. Rồi bỏ một chân, móc chân tiếp theo và một mũi kép tiếp theo, móc tiếp cái chân còn lại mà lúc nãy mình vừa bỏ. Rồi đó, các bạn cứ móc một cách một chân bỏ và móc một chân còn lại thành hai mũi kép, rồi các bạn móc ngược lại cái chân lúc nãy mình mới vừa bỏ, nó sẽ ra hình như thế này. Các bạn móc tương tự xung quanh cho đến hết hàng này là các bạn đếm đủ 12 mũi là đúng nha, đủ 12 cụm là đúng. Mình sẽ quay lại sau. Sau khi móc hết cuối hàng, các bạn tính cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đủ 12 cụm như vậy là đúng số mũi nha. Rồi tiếp tục móc cho mình mũi trượt để kết thúc hàng. Rồi chúng ta được một vòng như thế này. Tất cả các vòng còn lại, các hàng còn lại thì các bạn cũng móc tương tự như vậy nha. Lên cho mình 3 mũi bính, 1, 2, 3. Và bỏ chân móc đầu tiên, móc qua chân móc thứ hai. Tại vì cái này là mình được tính là giống như là 2 gì em, 1, 2 này, dây móc xích này cũng được tính là 1, 2, cho nên mình chỉ móc một mũi thôi, không cần móc 2. Và sau đó móc ngược trở lại chân này, chân kế bên, móc tương tự, bỏ một, móc qua chân thứ hai, một mũi kép, hai mũi kép, và móc ngược lại cái mũi mình vừa bỏ, cái chân mình vừa bỏ lúc nãy. Rồi làm tương tự như vậy cho đến cuối hàng, các bạn móc lên 4 hàng nha, nó sẽ lên tới đây. Rồi mình sẽ quay lại. Sau khi móc xong 4 hàng, chúng ta được như thế này. Hàng cuối cùng, móc hết cho mình mũi đơn lên một mũi bính nè, móc mũi đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi móc hết xung quanh cho đến cuối hàng và móc một mũi trượt. Sau khi kết thúc bằng mũi trượt, các bạn cắt liền, trừ lại một đoạn để mình giấu cái phần len dư vào phía trong này. Dùng kim khâu len. Các bạn cứ xỏ, giấu phần nào cũng được nha.
phần nam nhơ, dùng kéo cắt bỏ. Chúng ta đã được cái túi phần túi như thế này. Giờ mình sẽ hướng dẫn cái phần vai. Phần vai thì móc cái mũi này thì các bạn để ý một chút nha, nó sẽ tạo ra dày dày dặn như thế này nè. Đầu tiên lên cho mình 3 mũi bính. À, các bạn nhớ chườn lại một đoạn như thế này, cỡ này nè. Để một tí nữa mình khâu vào cái giò cái túi á. Các bạn đừng có móc ở phía dưới này thì nó không có cái phần khâu, các bạn chườn một đoạn này nè. Nhớ chừa cho mình một đoạn này nha. Rồi lên cho mình 3 mũi bính. 1 2 3. Sau đó móc vô chân mũi đầu tiên. 1 2 3 chứ. 1 2 3. Lên. Rồi. Chỉ cho mình nha. Rồi các bạn nắm cái này, các bạn xoay, xoay nguyên á, xoay nguyên ra. Rồi móc vô phần này một mũi đơn, kéo lên. Sau đó lại nắm phần dây nghiêng. Rồi móc qua. Một mũi đơn. Cứ lặp lại vậy nha. Rồi xoay nghiêng, móc qua cái phần nghiêng á. Mình làm chậm thiệt là chậm rồi. Cứ tiếp tục như vậy, xoay nghiêng, rồi xỏ qua bên hông, bên cạnh, kéo lên, xoay. Rồi móc tương tự như vậy cho đến chiều dài tầm khoảng 7,5 cm thì ngừng lại cho mình. Rồi các bạn móc như vậy tầm khoảng 7,5 cm thì các bạn ngưng. Nhớ chừa cho mình một đoạn để mình khâu vào cái túi nha. Móc hai đoạn, móc thêm một vai nữa cho mình. Sau khi móc xong hai vai túi, chúng ta bắt đầu khâu vào nha. Các bạn định hình như thế này nè. Khâu vào phần hàng thứ tư. Khâu cỡ này là vừa đẹp. Rồi chúng ta bắt đầu khâu nha. Khâu thì nó không có một quy tắc nào hết á. Các bạn muốn cái vai túi nó dài hơn thì các bạn sẽ móc cao, muốn dây túi cao hơn thì các bạn móc chiều dài nó sẽ dài hơn. Còn mình thì móc cỡ này thôi để cho cái vai túi nó vừa lại cái túi xách của mình. Bạn xỏ vào phía trong. Cứ khâu như là khâu chỉ, khâu kim chỉ thôi. Thế nào cũng được, miễn là cái phần vai sách của mình nó dính chặt vào cái túi là được. Không cần khâu theo cách của mình cũng được nha mấy bạn.
đây mình sẽ khâu vào bên trong cái phần gờ. Các bạn thấy không, nó đã dính một phần dây rồi nè. Các bạn đừng có để ý tới cái móng tay của mình nha. Mình quay gần mình thấy nó hơi vàng á, là do mình thoa nghệ mấy bạn. Tại vì mình không có dùng kem trị mụn á, mình chỉ thoa nghệ thôi. Cho nên cái móng của mình nó hơi bị vàng. Các bạn thông cảm, đừng có để ý cái móng tay của mình nha. Đây, thế là đã xong rồi nè. Phần còn dư len nè, thì các bạn cứ giấu vào vít châm cho mình. Đây. Giấu và cắt chỉ. Đây đã xong một phần vai rồi nè, phần còn lại các bạn cũng vậy nha. Cũng khâu tương tự như mình hướng dẫn lúc nãy. Rồi khâu qua bên vai này luôn. Đây là thành phẩm nãy giờ mình và mọi người cùng làm nè. Có mũ luôn nha. Đây là bộ của nó. Nón thì lần sau, bài sau mình sẽ hướng dẫn mấy bạn. Nhớ đăng ký kênh của mình để chế độ chuông thông báo. Khi nào mà mình có bài mới thì sẽ thông báo đến mấy bạn. Chúc các bạn thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.